Chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cách xây dựng một hệ thống phát triển hội viên của một hiệp hội như nào. Đây là sản phẩm hợp tác giữa công ty ADT và Viện Đào tạo Bách Khoa. ADT chúng tôi là hệ sinh thái chuyển đổi số, tư vấn và cung cấp các giải pháp quản trị thông minh trong doanh nghiệp, đào tạo và tuyển dụng. Và Viện Đào tạo Bách Khoa là viện là chuyên đào tạo và các giải pháp quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi có bộ ba sản phẩm JobNow kết nối việc làm, Edu quản trị trường học và SmartNow là quản trị doanh nghiệp. Xin giới thiệu về các sản phẩm SmartNow là quản trị doanh nghiệp. Thế thì giới thiệu chung về mặt công nghệ, chúng tôi dùng một hệ thống ERP quản trị toàn diện và nó sẽ chia thành các ứng dụng nhỏ là microservice và sau đó đóng gói thành cụm ứng dụng phục vụ chuyên ngành. Ví dụ ta dùng nó để quản trị và phát triển hệ thống hội viên của một hiệp hội. Tôi đi sâu vào hệ thống phát triển hội viên của hiệp hội. Thì hệ thống này giúp thứ nhất là quản lý và phát triển hội viên và các chi hội. Thứ hai là mang lại nhiều lợi ích cho hội viên tham gia. Và thứ ba là tạo thêm nguồn thu cho hội. Đây là những module mà chúng tôi sẽ cài vào trong hệ thống quản lý. Thứ nhất là các cụm hỗ trợ là cái module discussion để thảo luận, tạo nhóm, chit chat nhóm nội bộ. Mà module schedule lên lịch cá nhân và làm việc nhóm. Module danh bạ là quản lý danh bạ. Module project quản lý dự án để việc theo nhóm. Cụm ứng dụng marketing bao gồm là quản lý email marketing, quản lý sự kiện, quản lý khảo sát và làm diễn đàn và thiết kế website, hệ thống quản lý phát triển hội viên và các chi hội, các câu lạc bộ, gồm mô đun nhân sự thì quản lý hội viên chi hội theo hình nhánh cây, mô đun CM là chăm sóc khách hàng hội viên, và để gia tăng giá trị cho hội viên tham gia thì ta tổ chức kết nối kinh doanh đầu tư dùng các mô đun sự kiện, diễn đàn, thảo luận, khảo sát và tạo profile cho hội viên. Và phần đào tạo ta dùng mô đun là event là sự kiện, mô đun sản phẩm để các doanh nghiệp để quảng bá, mô đun tuyển dụng để doanh nghiệp để đăng tin tuyển dụng. Đối với hiệp hội chi hội, chúng ta có ngay một công cụ để chăm sóc và quản lý thành viên, công cụ phát triển chi hội và hội viên, và có kênh tương tác tức thời chi hội hội viên, hệ thống call center, Zalo, email, sự kiện, hội thảo, thảo luận, khảo sát, chit chat, và có kênh đào tạo chi hội hội viên, có kênh kết nối kinh doanh và đầu tư, mang lại giá trị cho hội viên và có thêm nguồn thu từ hội viên tham gia. Khi mà trở thành hội viên chính thức và đóng tiền thì sẽ vào cái phần quản lý nhân viên và mỗi một hội viên chúng ta có thể làm cho một cái hệ thống gọi thẻ thẻ tên gồm có tên, mã số, các mức độ đóng góp tham gia ở lĩnh vực hoạt động. Thế và khi mà gặp nhau có thể dùng scan cái mã vạch ra đầy đủ thông tin của hội viên. Khi hội viên đăng nhập có thể dùng bộ lọc để lọc ra các cái đối tác tiềm năng về theo ngành nghề, theo địa vị, địa chỉ. Trong hệ thống này chúng ta có thể tổ chức kết nối kinh doanh để các hội viên có thể tìm cơ hội kinh doanh với nhau dùng các công cụ website, công cụ sự kiện, công cụ hội thảo. Hệ thống có thể để kết nối đầu tư dùng các công cụ của sự kiện, hội thảo để đưa các cơ hội đầu tư và mời đầu tư. Hệ thống có thể là làm các dự án hợp tác. Ai có dự án muốn mời các đối tác hợp tác thì đưa lên trên này để và mọi người đồng ý thì điền form và hợp tác với nhau. Các công cụ sẽ dùng công cụ làm web, sự kiện, hội thảo và project là quản lý dự án. Các hội viên có thể đăng sản phẩm dịch vụ để quảng bá, để dùng các công cụ làm web, sản phẩm. Các hội viên thì được tham gia được đào tạo tư vấn. Chúng ta có thể đưa chương trình đào tạo, ví dụ đào tạo chuyển đổi số, đào tạo tái cấu trúc doanh nghiệp IPO. Chúng ta dùng các công cụ làm web, công cụ sự kiện, công cụ hội thảo, công cụ đào tạo. Và các doanh nghiệp có thể đăng tin tuyển dụng trên này, chúng tôi có sẵn công cụ JobNow thì các doanh nghiệp có thể đăng tin tuyển dụng hoạt động như Uber vậy. Thì đây là cái mẫu. Các hiệp hội có một cái trang như thế này và tên miền rồi các sắc thái sẽ điều chỉnh cho từng hiệp hội. Và có một trang đăng ký thành viên. Thế thì là mình sẽ chia các mức độ tham gia, đầu tiên có thể miễn phí, giờ đồng bạc vàng kim cương platinum, và ai đóng nhiều thì có thể được để logo trong chủ theo quyền lợi và đầy đủ các cái trường thông tin để điền form. Chúng ta sẽ chia theo ngành nghề loại hình về sau phục vụ bộ lọc và có thể để cả tài khoản ở đây để chuyển khoản. Khi mà hội viên đăng ký xong và nó sẽ vào cái phần quản lý thành viên. Đấy thì chia thành nhánh cây để quản lý tất cả từ trên theo các chi hội. Thế và ở đây có sẵn công cụ dụ thảo luận là cho phép
chat với nhau nội bộ, hoặc là tạo các nhóm kín để chat, hoặc là nhóm công khai trong hệ thống. Công cụ lịch thì có thể là để cho mọi người tạo lịch làm việc chung ở nhóm, hoặc công cụ CM để là lên các đầu việc rồi theo dõi chăm sóc hội viên chi hội. Công cụ liên hệ là quản lý cái sổ liên lạc, công cụ dự án để quản lý dự án, công cụ e-marketing để gửi lẻ hoặc là gửi theo chiến dịch. Công cụ tin nhắn thì là có thể là dùng tin nhắn Zalo hoặc là SMS, hoặc là để nhắn cho khách hàng, hội viên. Công cụ sự kiện có thể tạo sự kiện online, offline và marketing sự kiện. Thế thì các nguồn thu dự kiến là thu từ hội viên tham gia, các nhà tài trợ, tổ chức kinh doanh kết nối đầu tư và hưởng phần trăm thưởng khi mà khách hàng có khách được đối tác được giới thiệu đối tác và thành công, kết nối thành công. Các nguồn chi thì có thể đầu tư hệ thống ban đầu, chi cho bộ phận sale marketing và trả hạ tầng server hàng năm và mời chuyên gia. Chúng tôi là thành viên của mạng lưới các trường đại học. Hình ảnh của tướng đến thăm. Ở đây là một số khách tiêu biểu, ví dụ như là VNetMe. Đây là sản phẩm hợp tác giữa ADT và Viện Đào tạo Bách Khoa. Các bạn có thể liên hệ một trong hai chị này. Địa chỉ này. Tôi sẽ giới thiệu hệ thống thực tế nó chạy. Đây là trang chủ. Thế thì trên trang chủ chúng ta đưa là cái giới thiệu chung. Thế và các chương trình đào tạo này. Đấy. Rồi các chương trình kết nối kinh doanh. Đấy. Chương trình kết nối đầu tư. Đấy. Các dự án có thể hợp tác theo dự án. Đấy. Rồi các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm của mình. Hoặc các doanh nghiệp tiêu biểu. Đấy. Và các nhà tài trợ có thể đưa lên trên này. Thế và ở đây có một cái phần gọi là đăng ký. Thì trên đây chúng tôi làm rất cẩn thận và chia và cũng các cái hướng dẫn đăng ký thế mà mọi người có thể điền form vào đây. Và trên trang chủ cũng có các phần liên quan đến sự kiện. Đấy. Tổ chức các sự kiện. Tổ chức các diễn đàn thảo luận một cái vấn đề gì đó. Đấy. Và các khóa học. Thế và chúng ta có thể nhấp vào đây để nhìn bên trong cái hệ thống quản trị của nó. Thì mục thảo luận này để chat nội bộ, chat nhóm, tạo nhóm, lịch để làm việc, liên hệ để quản lý toàn bộ sổ liên hệ, CM để chăm sóc hội viên, khách hàng, quản lý bán hàng, quản lý tài liệu dùng chung, dùng riêng, xây dựng hệ thống giảng trực tuyến, đấy. Quản lý dự án, marketing, tổ chức sự kiện, quản lý hội viên theo hình nhánh cây, tổ chức tuyển dụng và còn rất nhiều ứng dụng khác. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.